Nhà thờ Thái Hà liên tục tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho cái ác. Nhà thờ Thái Hà được mệnh danh là ổ chứa của những kẻ phản động tại Hà Nội. Toàn bộ giáo xứ bao trùm một hệ tư tưởng chống đối, manh động dưới sự cổ vũ và dẫn lối của vị linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong. Tại nhà thờ Thái Hà, gần đây liên tục diễn ra hoạt động thánh lễ để cầu nguyện cho những kẻ chống đối, phản động và lồng ghép vào đó là những thông tin sai sự thật xuyên tạc về những vấn đề chính trị của đất nước ngày 6 tháng 4 năm 2018, ngay sau khi Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong Hội Anh em Dân chủ về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo quy định tại Điều 79, khoản 1, Bộ Luật Hình sự năm 1999. Nguyễn Ngọc Nam Phong và một số linh mục xấu khác đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Trong đó, tổ chức công khai cầu nguyện cho 6 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ vừa bị xét xử những người mà chúng cho rằng bị nhận mức án vô lý và tàn bạo. Trong buổi thánh lễ cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong còn công khai đòi xóa bỏ điều 4 hiến pháp của nước ta. Tại đây, Nguyễn Ngọc Nam Phong đã dùng lời lẽ xuyên tạc coi điều 4 hiến pháp như một nấm mù cần phải dập bỏ cho dân tộc Việt Nam được phục sinh. Ông ta cũng không quên công khai kêu gọi mọi người liên minh để chống lại chính quyền nhà nước. Ngày 25 tháng 6 năm 2018, một lần nữa, những kẻ nhân danh Chúa tại Thái Hà lại tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc, kích động tư tưởng của giáo dân về các cuộc biểu tình gần đây và các dự án luật gây xôn xao trong dư luận trong thời gian vừa qua. Cũng giống với các đối tượng xấu khác, Linh Mục Giáo sứ Thái Hà cũng đang run sợ khi luật an ninh mạng có hiệu lực. Bọn chúng sẽ không còn cơ hội bịa đặt, tuyên truyền thông tin sai sự thật như trước đây có chăng cũng chỉ dám núp sau bóng các giáo dân để tuyên truyền luật sai trái xung quanh bốn bức tường của nhà thờ Thái Hà. Ngoài ra trong buổi thánh lễ ô uế này, các vị linh mục giáo sứ Thái Hà còn cổ vũ, khích lệ và cầu nguyện cho những kẻ tham gia biểu tình, những kẻ quá khích, đập phá tài sản, gây rối trong thời gian vừa qua thông qua lời lẽ mị dân của linh mục. Cầu cho các nạn nhân bị nhà cầm quyền đánh đập, khủng bố trong các lần biểu tình vừa qua, cách riêng cầu cho người dân bình thuận, được bình an, được quan tâm và nâng đỡ nội dung trong các buổi thánh lễ đã bị các vị linh mục giáo sứ Thái Hà biến tướng, thay vì giảng giải đạo lý, lối sống hữu ích, thì khuyên dân giáo dân của mình theo con đường sai trái, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc Việt Nam, cổ súy hành vi vi phạm pháp luật tại Việt Nam. Gần đây nhất, vào ngày 26 tháng 8 năm 2018, nhà thờ Thái Hà liên tục tổ chức buổi thánh lễ thông báo đến các giáo dân của giáo sứ với thông tin sai lệch về tình hình nước ta bối cảnh xã hội Việt Nam ngày càng chậm tiến, tụt hậu so với các nước liên bang. Đám linh mục này hướng đến cầu nguyện những vấn đề chung của xã hội Việt Nam, trong đó trọng tâm hướng vào luật an ninh mạng đã được thông qua và luật đặc khu chuẩn bị trình quốc hội thông qua. Thái Hà đã và đang trở thành cái ổ phản động đích thực ngay giữa lòng thủ đô. Những kẻ cơ hội chính trị núp bóng linh mục vẫn không ngừng tuyên truyền, tiêm nhiễm vào đầu óc giáo dân nơi đây những luồng tư tưởng tiêu cực, thậm chí là cực đoan chống đối lại chính quyền đất nước. Chính tại buổi thánh lễ này cũng đang cầu nguyện cho một tư tưởng cực đoan ủng hộ thế lực thù địch chống phá đất nước ta. Đúng với bản chất phản động thực thụ, linh mục của giáo xứ Thái Hà vẫn luôn hô hào đòi đa nguyên đa đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản trên lãnh thổ Việt Nam cần nhanh chóng có biện pháp mạnh tay xử lý quyết liệt những hành vi chống đối chính quyền của nhóm linh mục xấu tại nhà thờ thái hà đặc biệt là tên linh mục nguyễn ngọc nam phong không để chúng nhởn nhơ thách thức pháp luật trong thời gian tới